93 này cũng đang vườn rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đến nào lại giải cứu cây ở đây chơi mấy người nha. Giờ chạy vô đây nè. Ồ, có hiện tượng là nó lúng lầy ở chỗ đó luôn các bạn. Đang cố gắng vượt lên nè. Rồi xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ hai cây máy Kubota các bạn ơi. Thì hiện tại đang chạy trên cái nền đất làm giống lúa 5451 các bạn. Rồi hiện tại thì hai cái cây máy này thì có một cây bị mất lầy nha các bạn ơi. Nhưng mà cái nền đất này rất là dẻo luôn các bạn. Thì chiếc DJ 93 cũng đang lui ra rồi, rồi lấy chớn để chạy tới rồi. Ôi, đổ nước sâu các bạn ơi. Này chắc có máy kéo biểu diễn luôn các bạn. Dữ thiệt. Quay nước lên nè. Chiếc con máy kéo đang lui lại các bạn ơi. Chỗ đó đất rất là dẻo các bạn ơi. Rồi bường tuôn bánh luôn các bạn. Thì cây máy kéo thì đang lui ra cái chỗ cái đường đó các bạn. Bên này lội ra nè. Cây 70 thì còn nằm đây các bạn. Thì anh này đang lấy cọng dây xích để bắt cái lái của cây DC93 này vô cái lái của chiếc máy kéo để kéo lên các bạn này. Tại thì cái vùng đất này rất là dẻo luôn các bạn. Rồi giờ chiếc máy kéo là kéo cái máy này cho chúng ta lên các bạn. Quá dữ luôn. Rồi thì cây 93 lên các bạn ơi. Thì còn cây DC70 còn nằm đây các bạn. Miếng này quá dữ luôn rồi. Thì hai anh này đang mở gâm xích ra. À, hai cây máy này bên đây có một cây mất lầy nữa các bạn. Một cánh đồng này quá dữ nha. Bên kia hai cây 70 nha. Máy cánh KDC93 này trong hoạt động rồi các bạn.
rất quá dẻo luôn các bạn ơi, chạy bánh nó cung cung này, đợi bơm nước vô các bạn. Cái này phải chạy lại chỗ đằng kia kiếm nước đằng xả bánh nha các bạn ơi, xả trình nha. Ở đằng kia thì hiện tại đang bơm nước lên các bạn. Bánh quá thì lôi một đống trình. Máy chạy ra ngoài kiếm nước xả bánh xong giờ vô cắt nha các bạn. Rồi cắt một lối để giải cứu cây DC70 lên nữa nha. Thank you.